Phim được thuyết minh bởi HD Việt. Tiêu huynh đệ, nhất định phải sống thật khỏe mạnh. Hãy hứa với ta. Yên tâm đi. Tiêu Thúc Thúc, con chuồn chuồn thúc kết đẹp quá, nhưng chỉ có một con, cô đơn quá. Thúc hứa với cháu, lần sau làm thêm cho cháu một con nữa nhé. Lần sau thúc sẽ làm cho cháu một con mới. Vâng, không còn sớm nữa, chúng ta về thôi. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Đi thôi. Không đúng. Tại sao Úy Liêu lại tha cho gia đình Mã Ca dễ dàng như vậy? Lẽ nào ông ta không sợ tin tức bị lộ ư? Thông minh quá. Bắn tên. Đại tẩu, Mã đại ca, Mã đại ca. Tham kiến đại dương. Miễn lễ. Tạ ơn đại dương. Úy Liêu, đây chính là vị tráng sĩ mà ngươi nói ư? Bẩm đại dương, đúng vậy. Ngươi tên gì? Tiêu Huy. Có thể cho bản dương thấy bản lĩnh của ngươi không? Có thể. Tráng sĩ, thân thủ khá lắm. Đa tạ đại dương khen ngợi. Nhiệm vụ lần này phải nhờ cả vào ngươi rồi. Vâng. Người nói cho ta biết, có phải ta đã già rồi không? Đâu có, nương nương còn trẻ lắm. Được rồi, người lui đi. Dân.
Xem ra huynh ấy sắp đánh đến nơi rồi. Ta nên mặc đồ gì gặp huynh ấy đây? Huynh ấy có tin lời ta nói không? Có chấp nhận ta không? Phiền chết được. Vừa qua tham kiến đại dương, đứng lên đi. Đại dương không lo chuyện triều chính, đi chỗ thiếp làm gì vậy? Sao, ghét bản dương rồi à? Không phải, thiếp chỉ sợ các đại thần nói thiếp ngày đêm cản trở đại dương. Nếu có ngày nào đó khiến đại dương không kịp xử lý triều đình thì thiếp không gánh nổi đâu. Sẽ không có chuyện đó đâu, nàng yên tâm đi. Lần này đại trần được cứu rồi. Nàng xem đây là gì? Là gì vậy? Thanh đao sắc quá. Thanh đao này trước kia là dùng để giết tổ phụ của ta. Ngày mai Tiêu Huy sẽ đem thanh đao này đi giết dân cuồng. Nhân lúc hắn không chú ý sẽ... Sao chứ? Không sao. Thiếp nghe thấy giết người thì sợ hãi thôi. Dịu qua, nàng dắt can như vậy từ khi nào thế? Đại dương, đây là chuyện vui nên chúc mừng. Hay là chúng ta uống chút rượu đi để chúc mừng được không? Hay lắm. Đại dương, uống thêm đi nữa đi. Được. Đại dương. Đại dương. Thân như chim trong lòng, ngày ngày mong quân đến. Dịu qua. Sao nàng còn chưa ngủ? Thiếp gặp ác mộng, thiếp sợ quá. Có ta ở đây, đừng sợ. Đẹp lắm. Vậy huynh không giận muội nữa nhé. Đây là Long Vũ. Cái này chứng minh từ nay về sau thiếp là người của dân cuồng. Dân Nhi, thanh đao này bị mẻ rồi, còn không thay thanh đao khác đi. Ra chiến trường giết giặc không phải dựa vào đao. Cho dù cầm một cành cây trong tay, cháu vẫn có thể giết giặc. Có chuyện gì sao? Bảo quân sai sứ giả đến nói muốn đầu hàng. Nhưng lão phu cho rằng trong chuyện này có âm mưu khác.
Đây là địa bàn của chúng ta, không sợ bọn chúng giở trò. Dân. Người đâu? Đưa bọn họ vào. Đại ca, sứ thở nước Trần đến rồi. Tiêu Quy bái kiến Chiến Dương. Ngươi là sứ giả của nước Trần ư? Các ngươi đến làm gì? Chúng tôi giả vờ là đến đưa thư đầu hàng. Đại ca, vậy thật ra thì sao? Là đến áp sát ngài. Tiêu Quy, ngươi đứng yên. Ta vốn định đầu quân cho Tiết Quốc, nhưng lại đến nhầm nơi. May mà gặp được Úy Liêu, ông ấy đã đưa ta đến đây. Ngươi là sứ giả của nước Trần mà lại muốn đầu quân cho Tiết Quốc. Ngươi nghĩ ta có thể giữ ngươi lại sao? Người có được Tiêu Quy sẽ có được thiên hạ. Chiến Dương không dùng tôi là tổn thất của Chiến Dương. Khẩu khí lớn lắm, nhưng ta không tin. Nghe huynh đệ họ Lữ nói Chiến Dương là một minh quân, biết dùng kẻ hiền tài. Không ngờ sự thật lại không đúng như vậy. Là tôi đã tự mình tưởng tượng rồi. Cáo từ. Khoan đã. Người nói đến người anh em họ Lữ là một người bạn gặp nhau trong hoạn nạn. Tôi cũng không biết cậu ấy tên gì. Cậu ấy đưa cho tôi lá thư. Thư đâu? Không thấy đâu cả. Ta thấy ngươi là kẻ ăn nói hàm hồ. Đại ca, đừng nghe hắn nói. Ta tự có suy xét. Dân Tề, để đưa các huynh đệ đi nghỉ đi. Còn đối với hai tên này, cứ nhốt lại đã. Rõ. Cáo từ, đi thôi. Thần như chim trong lòng, ngày ngày chờ quân tới. Lạc Nhi, là nàng thật sao? Ta nói người đó làm gì vậy? Một tấm rửa sạch cho những con ngựa này đi. Nhìn thấy không? Xin lỗi, tôi không đến để tắm ngựa. Tên chó nước Trần này. Ta nhắc nhở người hai chuyện. Một là không được thêm vào tên ta chữ Trần. Hai là không được tùy tiện mắng người khác là chó. Nghe rõ chưa? Nếu không ta không tha cho người đâu. Chiến Dương, có chuyện gì vậy? Tên Tiêu Quy này không chịu tắm cho ngựa, còn uy hiếp thuộc hạ. Ai bảo anh ta tắm ngựa? Là Tề công tử. Được rồi, sau này chuyện của Tiêu Quy, nếu không có lệnh của ta, không được ai quyết định. Lui ra đi. Dân. Tiểu huynh đệ, ngoài thanh tre đó ra, còn thứ gì muốn giao cho ta không? Thanh tre à? Thanh tre nào vậy? Kỳ lạ thật. Nếu người nhờ Tiêu Quy mang tin đến cho ta là Lạc Nhi, và người viết trên thanh tre đó là Lạc Nhi, thì mọi chuyện rất dễ hiểu. Nhưng Tiêu Quy lại chưa từng thấy thanh tre đó. Vậy chuyện này là sao? Lạc Nhi à, nàng còn sống hay đã chết vậy? Chiến Dương, ngài định để tôi làm gì? Ngươi cứ làm thiên phu trưởng trước đi. Thiên phu trưởng, cho dù ngươi có bản lĩnh lớn đến đâu, ta cũng chưa được thấy mà. Làm cho tốt vào. Dân. Liệt tổ liệt tông tại thượng, phù hộ cho Tiêu Tráng Sĩ giết dân cuồng thành công.
phù hộ cho đại trần, thiên thu vạn đại. Lạ Phong, xin lỗi, thiếp không còn cách nào khác. Thiếp còn trẻ, thiếp không muốn chết. Đại Dương, Thừa tướng, Đại Dương, khanh sợ hãi như vậy là chuyện gì? Đại Dương, Hải Thiên đã đem quân đến sát dân thành rồi. Nếu chúng ta không đầu hàng thì sẽ bị tấn công thành. Hải Thiên không phải dân cuồng sao? Là Hải Thiên. Còn Tiêu Tráng Sĩ thì sao? Hắn đã đầu hàng dân cuồng rồi. Cái gì? Đại Dương, người nhất định phải chiến đấu đến cùng, không thể để cho Hải Thiên vào thành được. Nàng lui ra đi. Đại Dương, để bản Dương được yên. Dương, Dương. Đại Dương, có cần điều động toàn bộ binh mã trong thành quyết một trận sống chết với Hải Thiên không? Thế lớn đã qua rồi. Thế lớn đã qua rồi. Thừa tướng, mở cửa đầu hàng. Đại Dương, không còn ý nghĩa gì nữa. Chiến đấu chỉ tăng thêm thương vong. Người chịu khổ vẫn chính là muôn ngàn con dân Đại Trần. Bản Dương không muốn nhìn thấy máu đổ thêm nữa. Đây là tâm nguyện cuối cùng của bản Dương. Dân, Đại Dương, đại ca, huynh còn do dự gì vậy? Đã đến đây rồi thì hãy xông vào đánh một trận ra trò đi. Sao lại dừng ở đây? Đúng vậy, Khấu Công, các huynh đệ đã chờ chán rồi, hãy xông vào quyết một trận đi. Nếu cứ chờ thế này e là sẽ không khống chế được nữa. Các ngươi ồn ào gì? Đại ca, huynh xem. Ta chỉ lo. Đại ca, huynh lo gì chứ? Binh sĩ của chúng ta khí thế ngút trời, còn không lo đánh được bọn chúng ư? Đại ca, vẫn lo về dân cuồng ư? Chẳng phải người nào mạnh thì sẽ nghe người đó sao? Nếu chúng ta chiếm được thành thì sẽ mạnh hơn hắn rồi, còn sợ gì chứ? Đâu đơn giản như vậy. Hơn một nửa giang sơn này dân cuồng đã giành được, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ nơi này đâu. Vậy thì đánh, sợ ai chứ? Cái gì mà đánh? Chúng ta chỉ có 3 vạn quân, thêm số quân trong thành cũng không được bao nhiêu. Dân cuồng lại đến 10 vạn quân. Vậy huynh nói phải làm sao? Lại đợi ư? Đợi. Khởi bẩm Khấu Công, Trần Dương La Phong đã dẫn toàn bộ dân võ bá quan trong triều mở cửa đầu hàng rồi. Đại ca, ông trời cũng giúp chúng ta rồi. Không phải chúng ta tự xông vào, mà bọn chúng tự đầu hàng, chúng ta không thể không nhận. Đại ca, huynh thấy sao? Đương nhiên lập tức vào thành rồi, nếu không thì sao ăn nói được các huynh đệ sinh tử với chúng ta chứ? Hạ lệnh.
Giao thanh. Rõ. Rõ. Trần Dương La Phong cùng các quan trong triều cùng nghênh khấu công. Tốt lắm. Kẻ biết thời thế mới là Tuấn Kiệt. Ngươi thông minh hơn thúc phụ của ngươi nhiều đấy. La Phong dẫn các đại thần đến đầu hàng, không mong được sống, chỉ xin khấu công tha cho bá tính trong thành. La Phong vô cùng cảm kích. Trần quốc các người nếu sớm biết lo cho bá tính thì đã không có ngày hôm nay. Ngươi bây giờ cũng chẳng có tích sự gì nữa, mong khấu công thương cho. Làm sao đi? Làm sao bây giờ? Hải Thiên là chồng của Lạc Nhi. Lẽ nào muốn ta cúi đầu trước Lạc Nhi sao? Không, ta quyết không chịu. Nương nương, nương nương, không hay rồi. Sao thế? Đại Dương dẫn theo quan văn quan võ đầu hàng Hải Thiên rồi. Không ngờ quân của Hải Thiên vừa vào đánh thành đã giết hết mọi người, không chừa một ai. Dường như chúng sắp xông vào hậu cung rồi. Vậy ta phải làm sao? Ta phải làm sao bây giờ? Nương nương, mau thu dọn đồ đạc chạy trốn đi. Được, thu dọn, chạy. Không sao chứ? Không sao. Ngươi định làm gì? Ngươi định làm gì chứ? Nếu các người muốn cái này thì ngươi hãy cầm lấy đi, đừng lại gần ta. Tiền ta muốn, người ta cũng muốn. Nương nương, mau chạy đi.
Đại Dương, Đại Dương, Đại Dương. Diệu Hoa, ta chẳng còn gì nữa rồi. Chẳng còn gì nữa rồi. Đừng nói gì nữa, ở đây không an toàn. Nàng nghe ta nói, ta là tử tôn của Đại Trần, ta phải ở đây cùng tồn vong với Đại Trần. Không được, không được. Nàng đi ngay cho ta. Đi, đi đi. Đại Dương, đi đi. Nàng đi đi. Đi ngay. Đi. Đi nhanh lên. Dịu quá. Cho dù có chuyện gì xảy ra, nàng là người con gái ta yêu nhất trên cuộc đời này. Diệu Hoa, ta thích nàng, ta thích nàng, ta thích nàng. Thiếp không đi, thiếp không đi. Thiếp mãi mãi ở bên Đại Dương. Thật sao? Thiếp sẽ đợi Đại Dương cả cuộc đời này. Được. Nàng phải đợi ta cả cuộc đời này. Các người đến cửa thành phía tây, các người đến cửa thành phía đông, còn lại đi theo ta. Vâng. Đẹp quá. Đại ca, chẳng trách bao nhiêu người thích nơi này. Huynh nhìn đây, mỗi đại diện thôi mà còn lớn hơn cả thôn nhà đệ. Quả thật là quá đẹp. Đại ca, đây là chỗ ngồi của Đại Dương sao? Cứng nhắc, sao không cảm thấy thoải mái gì? Bằng gì? Xuống đây, xuống đi. Làm gì thế? Chỗ này không phải để ngươi ngồi đâu. Đại ca, lại đây. Đúng rồi, đại ca lên đây ngồi. Báo cáo. Báo cáo không hay rồi. Có chuyện gì? Huynh đệ của chúng ta vừa vào cung, bỗng nhiên như điên rồ vậy. Nhìn thấy tiền là cướp, thấy cung nữ liền. Cái gì? Đứng lại, không được chạy. Cứu giới. Cứu giới. Khấu công, huynh làm gì thế? Tử thư, truyền mệnh lệnh đi. Phàm thủ hạ của ta gian dâm vô đạo, quấy nhiễu bá tính, giết không tha. Dân.
hãy lo cho người nhà của hắn ta. Khấu công, những huynh đệ này của chúng ta giàu sinh ra tử, bây giờ khởi nghĩa mới thành công. Câm miệng. Đây là quân đội của Hải Thiên ta, không phải là tổ thổ phỉ. Có biết điều duy nhất của quân đội ta và quân đội của Giang Cuồng có thể chống chọi được là gì không? Đó là quân luật nghiêm minh, được lòng dân, được cả thiên hạ. Chỉ vì nhục dục cá nhân mà mất đi lòng dân, mất đi thiên hạ, các ngươi nghĩ xem có đáng hay không? Vậy nên ta ra lệnh, không chỉ là đối với binh sĩ mà đối với các ngươi cũng vậy thôi, biết chưa? Hải Thiên lần này vào thành được cả bảo vật lẫn mỹ nhân, rõ ràng là muốn lấy lòng dân. Lão phu cho rằng phải mau cho người đến Lâm Dương, diệt tận gốc giả tâm của con sói này, diệt trừ hậu hoạn, y免后患无穷啊。Thì tiên sinh, binh lính của Hải đại ca đã vào thành rồi, nếu quân ấy không chấp nhận đầu hàng chẳng phải khiến người đời chê cười sao? Được cả bảo vật lẫn mỹ nhân, Hải đại ca vốn là người có tấm lòng nhân hậu, sao tiên sinh cứ thành kiến với quân ấy vậy? Lão phu không có thành kiến gì cả, những gì dân nhi vừa nói chỉ là ý kiến chủ quan, ngộ nhỡ không đúng thì sao? Ngộ nhỡ thì sao? Chiến Dương, về Hải Thiên thần cũng có nghe qua rồi, Hải Thiên rất có uy tín trong bá tính, nếu người như vậy mà trở thành kẻ địch của chúng ta chắc chắn khó đối phó. Ta thấy Tiền lão tiên sinh nói cũng có lý, nhưng lúc Hải Thiên còn chưa xây dựng lực lượng, chúng ta hãy diệt hắn đi, miễn trừ hậu quả sau này. Tiêu Quy, có uy tín thì sao chứ, muốn có được thiên hạ phải dựa vào binh lực, kể cả Hải Thiên có giả tâm thật sự thì cũng phải đợi đến khi hắn có động tĩnh gì thì ta mới giết hắn được chứ. Chiến Dương, con đường của đế vương điều kiên kỵ nhất là dùng vũ lực đối với trí lực, hành sự thiếu quyết đoán. Nếu Chiến Dương muốn làm theo cách của mình chỉ thêm phiền phức thôi. Đủ rồi, ta không cần ngươi dạy ta thế nào là con đường đế vương, thế nào là được thiên hạ. Ta không nghe ngươi, ta tự mình cũng có thể được thiên hạ. Lui ra. Dân, Dân Nhi, Tiêu Quy, lão phu đã nói chuyện với cậu ấy mấy lần rồi. Cậu ta tướng mạo không có gì nổi bật, nhưng lại là người có tài. Nếu Dân Nhi không trọng dụng cậu ta, nhất định phải giết cậu ta đi. Nếu không, sẽ có ngày cậu ta trở mặt, vô cùng bất lợi cho chúng ta. Cậu ta là người được nhất trong số thủ hạ. Trong mắt ta, trong tâm ta, cậu ta mãi mãi là người được nhất trong số thủ hạ. Ta sẽ giữ cậu ta, nhưng không trọng dụng, để xem cậu ta dở được trò gì. Cậu không nghe lão phu được sao? Tiền tiên sinh, ta biết ông cũng vì nghĩ cho ta, nhưng bây giờ ta đang rối. Ông về nghỉ đi đã, ngày mai ta còn phải vào thành Lâm Dương nữa. Dân, Lạc Nhi, ngày mai ta đến rồi, nàng nhất định sẽ không sao. Nàng nhất định sẽ không sao. Đây là đâu? Sao thiếp chưa từng tới đây? Đây là mật thất của Trần Dương. Năm đó Trần Dương sợ có người hành thích, nên cho Triệu Thịnh ngủ ở tẩm điện, còn mình thì ngủ ở đây. Đại Dương đưa thiếp đến đây làm gì?
Diệu Hoa, ta là tội nhân thiên cổ. Ta thật sự không còn mặt mũi nào để sống trên đời này nữa. Nhưng bây giờ ta rất là vui vì có nàng đi cùng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau chết ở đây nhé. Nàng sợ à? Đừng sợ, có ta rồi. Chúng ta sẽ ở bên nhau. Đại Dương, người muốn chết thật sao? Người từng nói không muốn làm đại dương, muốn cùng ta chạy trốn. Chúng ta về sống một cuộc sống bình thường còn gì. Muộn quá rồi, không kịp nữa rồi. Trần Quốc mất rồi, ta là tội nhân, ta phải chịu trách nhiệm với tội nghiệp của mình. Nàng đừng sợ, thuốc này cực độc, chỉ cần một chút thôi sẽ không đau lâu đâu. Diệu Hoa, chúng ta còn chưa uống rượu giao bôi. Hôm nay là ngày thành thân của chúng ta. Kể từ hôm nay, chúng ta sẽ trở thành vợ chồng đúng nghĩa. Nào, cần ta giúp nàng không? Không cần, để thiếp tự uống. Đại Dương, người uống trước đi, thiếp sẽ theo người. Được. Đúng là cô. Cô không điên sao? Sao cô lại? Diệu Hoa, xin lỗi, tôi không nên lừa cô. Người trong cung nói mấy đời công chúa trước đây xuất giá, chẳng ai sống được một năm. Ta không muốn chết. Giả điên ít nhất còn sống được. Nếu gả cho hung nô, đến xương cốt của ta cũng không tìm về được. Sao cô không nói sớm với ta? Biết không, ta coi cô là chị em tốt. Cô đúng là ác độc. Ta muốn nói với cô, nhưng khi cô nói, cô ghét nhất là người khác lừa cô. Cô coi tôi là chị em tốt, cô đối xử với tôi tốt như vậy. Tôi không muốn. Đi theo ta, đi theo ta. Lục soát thật kỹ. Dân, nhanh lên. Diệu Hoa, chỉ cần cô tha thứ cho tôi, cô muốn gì tôi cũng làm. Mọi chuyện đến nước này rồi, trách cô cũng vô dụng. Cô thật sự sẽ làm tất cả vì ta chứ? Chỉ cần cô nói. Tìm cơ hội giúp ta an táng Đại Dương. Đại Dương chết rồi ư?
cho cái này an táng cùng đại dương, coi như ta chết cùng đại dương. Thi thể đại dương ở trong mật thất dưới thẳm cung, bình qua bên cạnh giường rồng chính là cửa mở, tất cả nhờ cô. Đại ca, em nghe nói chiếc giường này năm đó Trần Dương đang quan ngủ ở đây, chắc chắn rất may mắn. Đêm này đại ca ngủ ở đây đi. Không được, phòng này lớn quá, giường cũng rộng nữa, ta không quen. Ta cứ ngủ trong lều cùng các huynh đệ đi. Đại ca, đại ca gần như thiên tử rồi, sao lại tùy tiện như vậy được chứ? Cho dù huynh không quen thì dần dần cũng quen thôi. Nào nào, cái này tính sao đi, tính sao đi, nghe đệ đi. Bạn dặn. Đại ca, cũng muộn rồi đấy, đại ca nghỉ sớm đi. Đi thôi. Các huynh nói xem, bây giờ trong tim lão đại còn nhớ nhung người phụ nữ đó không? Các vấn đề tình cảm không thể nói thôi là thôi được. Đệ thật không hiểu, chắc không phải người phụ nữ đó chứ. Đại ca chúng ta không lâu sau sẽ làm vua thiên hạ, muốn phụ nữ thế nào mà chẳng được. Làm sao mà cứ để người phụ nữ không biết tốt xấu dắt mũi? Cho nên ta nói, bớt nhiều chuyện đi. Ý gì? Chính là nói ít đi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đàn ông khó mà chung tình được. Đại ca vẫn chưa gặp người con gái xinh đẹp hơn Lữ cô nương. Nếu như mà gặp, đại ca đoán xem huynh ấy có động lòng không. Đi mau, thành thực đi. Có chuyện gì vậy? Bẩm đại nhân, cung nữ này muốn bỏ chạy, đã bị thuộc hạ bắt được, đang chuẩn bị giao cho đại nhân xử lý. Tử thư bằng việc nói mỹ nhân xuất hiện rồi. Có đẹp không? Đẹp, quá đẹp. Được, chính là cô ấy. Tối nay đại ca không cô đơn rồi. Đúng. Bằng dặn để muốn làm gì? Để đừng có làm loạn. Khấu không có lệnh, của cải không được nhận, mỹ nữ không được sủng. Tiểu thư, huynh nói cứng rắn quá. Để thật lòng đấy, phải tìm cho đại ca một tri kỷ không giống nhau. Hai người đi theo ta. Tuân lệnh đi. Bằng dặn, huynh không được quan tâm đâu. Bằng dặn. Quân sư à, Khấu Công cũng là người, phàm là người đều có thất tình lục dục. Lẽ nào huynh muốn quân ấy làm hòa thượng ăn chay sao? Đại ca, đại ca, sao vẫn chưa ngủ? Tiểu điều thuộc nữ, quân tử hảo cầu. Đại ca, để tìm cho một người tri kỷ rồi. Đưa lên đi. Bằng dặn, đi đi. Bằng dặn. Bằng dặn. Là cô. Mau thả ta ra, không người sẽ hối hận đấy. Nước Trần đã không còn, cô không dựa vào ai được rồi. Ai nói vậy? Tôi có chỗ dựa. Chỗ dựa của tôi là dân cùng. Tôi là người phụ nữ của dân cùng. Người nghe rõ chưa? Tôi là người phụ nữ của dân cùng. Cô nói gì? Cô nói lại lần nữa xem nào. Dân cùng sắp vào thành rồi. Nếu như ngươi dám động vào ta, quân ấy sẽ không tha cho ngươi. Ugh.
ta lại muốn xem dân cụ không tha cho ta thế nào. Đại ca, loạn rồi. Có chuyện gì? Dân cụ đã hành quân cả ban đêm, bây giờ chỉ cách Lâm Dương chỉ có 10 dặm. Tử Thư nó phải rút lui, nhưng Bành Diệt cố chấp muốn gặp dân cuồng. Quân bị rối loạn, toàn quân rút lui 30 dặm. Làm theo mệnh lệnh của ta đi. Đi. Tuân lệnh. Xông lên. Cuối cùng thì dân cùng cũng sắp tới. Nếu quân ấy tiếp tục giết thế này, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện lớn. Vấn đề lớn của quân ấy sẽ tự mình giải quyết. Điều mà ta lo lắng bây giờ, vấn đề lớn của chúng ta. Ý quân là chúng ta phải nhập quan trước, để dân cùng phán đoán. Đại ca, có gì phải lo? Nếu là đệ chỉ có một chữ: đánh. Thứ nhất, huynh ấy mạnh, chúng ta yếu. Một khi bắt đầu đánh, chắc chắn quân ta sẽ thua. Thứ hai, Trần Quốc bị tiêu diệt, hai quân sẽ rất là mệt mỏi. Nếu như mà bắt đầu đánh, e rằng bên có lợi sẽ là Hung Nô ở phía bắc. Đại ca nói đúng. Đề nghị, nếu chúng ta chuẩn bị chu đáo lễ nghĩa, thì họ sao không có gì để nói. Trước hết, tất cả phải thật cẩn thận. Đi. Ngẩng đầu lên. Lạc Nhi, các người có biết Lữ Lạc không? Hãy nói tung tức của muội ấy, ta sẽ thưởng lớn. Không ai biết à? Vậy giữ các ngươi làm gì? Giết hết cho ta. Khóc cái gì? Nói đi. Dân Nhi, Lữ cô nương nhập cung vào thời nhị thế, nhị thế đã chết, e rằng Lữ cô nương cũng bị tổn tan rồi. Không thể nào. Mùi ấy vẫn còn sống. Tao có cảm giác mùi ấy vẫn còn sống. Cứu ta giới. Chiến Dương, trong cung xảy ra quả hoạn, lửa càng ngày càng lớn. Thần thật sự không kịp. Trong cung có người, hình như có một phụ nữ, là Lạc Nhi. Dân Nhi, chuyện này rất nguy hiểm. Chiến Dương, Dân Nhi. Lạc Nhi.
Chiến Dương, người có sao không? Mau dập lửa. Dân đại ca, muội tưởng sẽ không bao giờ gặp lại huynh nữa, không ngờ huynh lại cứu muội. Sao lại là muội? Lạc Nhi đâu? Huynh không biết à? Người tiến cung năm đó là muội, là muội thay cho Lạc Nhi tiến cung. Nói như vậy thì Lạc Nhi không tiến cung. Muội ấy ở đâu? Muội ấy ở đâu? Tỷ ấy khởi bẩm Chiến Dương, lúc thuộc hạ dập lửa phát hiện ra hai thi thể trong phòng, trong đó có một thi thể mặc long bào của Trần Dương, đoán chính là La Phong. Xin hỏi Chiến Dương nên xử lý thế nào? Diệu Qua, Diệu Qua, mau tìm đại phu đến đi. Mau tìm đại phu đến đi. Tuân lệnh Chiến Dương. Chết thì đem chôn đi, mau gọi đại phu đi. Tuân lệnh. Diệu Qua, Diệu Qua. Du cô nương, mười tỉnh rồi à? Mười không sao chứ? Dân đại ca, mười thấy thế nào? Có đói không? Có muốn ăn gì không? Sao vậy? Không phải muội đang mơ chứ? Trong ký ức của muội, Dân đại ca chưa bao giờ chăm sóc muội dịu dàng như vậy cả. Muội nói gì vậy? Đừng nghĩ nhiều nữa, ăn đi. Đúng rồi, hôm ấy muội đang nói gian dở, Lạc Nhi ở đâu? Muội nói là Dân đại ca đối xử tốt với muội như vậy thì ra là nhờ hồng phúc của Lạc Nhi. Lạc Nhi, muội ấy khỏe không? Khỏe, rất khỏe. Bây giờ muội ấy đang ở đâu? Muội cũng không biết. Có lẽ là đang cùng ở Hải Thiên. Hải Thiên? Sao Lạc Nhi có quan hệ với Hải Thiên? Huynh không biết à? Tỷ ấy đã gả cho Hải Thiên rồi. Phim được thuyết minh bởi HD Việt. Muội lừa ta, giống như lần trước muội hãm hại ta. Muội to gan lắm, còn dám lừa ta. Không phải, muội không có. Đủ rồi. Những lời muội nói ta không thể nào tin nữa. Huynh biết sao muội lại hãm hại huynh không? Bởi vì muội không muốn mất huynh. Muội thà mất đi nhân cách cũng không muốn làm mất huynh. Muội sai rồi sao? Một nữ nhân yêu một nam nhân sâu đậm như vậy, muội sai rồi sao? Phải, muội sai rồi. Muội đã quá sai rồi. Dù chịu qua muội là gì, chẳng qua chỉ là thứ hạng rách rưởi trên chiến trường, sao có thể xứng đáng với thống soái ba quân như huynh, chiến dương của thiên hạ. Muội đã chịu sự trừng phạt của ông trời rồi, vì vậy muội cam tâm tình nguyện thay Lạc Nhi tiến cung, thay tỷ ấy chịu đựng tất cả những thứ mà tỷ ấy nên chịu đựng. Huynh biết muội bị nhốt trong Liên Hoa Đăng không? Huynh có biết muội phải đi ám sát Kiều Thịnh không? Huynh có biết suýt nữa thì muội phải tới hung nô hòa thân không? Được.
muội vẫn còn mạng sống. Thần như chim trong lòng, ngày ngày đợi vua đến. Đó là lý do muội tự muốn đổi. Dù đến thì đã sao, vẫn để ý người khác. Ta không cho muội làm như vậy. Còn nữa, muội là muội muội của Lạc Nhi, muội ấy cũng không muốn muội chết. Vì thế tốt nhất ta không cho phép muội chết, cũng đừng nói chuyện gì sau lưng muội ấy nữa. Muội đi nghỉ ngơi đi. Huynh không biết à, muội ấy đã gả cho Hải Thiên rồi. Hải đại ca, sao huynh lại ở đây? Là bọn họ vừa mới, chúng ta đến để mua binh khí, sau khi vào mới phát hiện không có người. Huynh tìm ai vậy? Lạc Nhi, Lạc Nhi hỏng rồi. Trần Dương vừa băng hà, tất cả nữ nhân trong cung đều phải dự tang. Đây lẽ nào là chuyện tốt? Ai dám bắt Lạc Nhi dự tang? Đại ca, huynh tìm đi. Bên Hải Thiên có động tĩnh gì không? Tên họ Hải đó rất biết điều, mới sáng đã cử người mang ngọc tỷ đến, còn thỉnh cầu tham dự lễ đăng cơ của đại ca. Có điều người đó không hề để lộ diện. Hắn ta đương nhiên không dám lộ mặt. Hắn sợ ta sẽ giết hắn. Đại ca, hay để phái người qua đó trước, đưa tất cả tù binh bắt qua được, xem tình hình thế nào. Để hãy tiện qua đó. Bên đó có người phụ nữ nào tên là Lữ Lạc không? Để biết rồi, để lập tức đi ngay. Lạc Nhi, tỷ xem muội lấy gì được này. Khoai lang này ở đâu vậy? Muội nhặt ở khu đất quan phía trước. Chắc vì loạn lạc, mọi người đều chạy loạn hết rồi, vì thế mới dễ dàng cho chúng ta như vậy. Chúng ta không thể dùng hết được chỗ này đâu. Mấy hôm trước ngày nào cũng ăn quả dại, đến nỗi da bụng dính vào da lưng rồi đấy. Không dễ dàng gì kiếm được nhiều như vậy. Muội à, muội chỉ biết nghĩ đến mình thôi, không nghĩ cho người khác gì cả. Vạn nhất người khác cũng đói bụng, muốn ăn phải làm sao đây? Muội biết tỷ có tấm lòng Bồ Tát, muội không giống tỷ, chỉ cần no bụng là được rồi. Chúng ta cùng đi nướng khoai thôi. Mắt muội hình như bụi bay vào rồi này. Để ta xem nào. Được chưa? Được rồi. Khoai lang sao bị thiếu rồi? Có sao? Rõ ràng muội lấy năm cũ mà. Lạc Nhi, chúng ta qua bên đó đi dạo chút đi. Có chỗ nào đi dạo được chứ? Ở đây cảnh sắc đẹp, không đi sẽ tiếc đấy. Tỷ đi cùng muội đi. Người tên trộm kìa, mau đứng lại, mau đứng lại. Hỷ Băng, đừng đuổi theo, đừng đuổi theo. Không được chạy, quay lại. Đứng lại. Xem ngươi chạy đằng nào. Buông ta ra, nếu không buông, ta cởi quần ra đấy. Còn quần áo sao được thôi, ta đợi ngươi. Ngươi buông ta ra, ngoài việc bắt ta phải lấy ngươi làm vợ, việc gì ta cũng đồng ý, được không? Tiểu tử này, chỉ dựa vào ngươi mà dám đòi lấy người ta làm vợ sao? Người mau buông ra, thả ta ra. Có chuyện gì vậy? Chuyện gì? Nó trộm khoai của tôi. Không có. Còn nói không. Trong đây vẫn còn nửa củ kìa. Không có. Khấu công đã nói rồi, không được động vào đồ của bá tính. Người biết mà còn phạm vào. Người đâu?
Vâng, lôi ra trảm. Đi, mau lên, định chặt đầu sao? Vậy thôi đi, thôi đi, ta không tính toán nữa. Đây là quân luật, không liên quan gì đến cô nữa. Cô hãy đi đi. Tử đại ca. Ân đức của chiến dương, hải dương có thể chết cũng không báo đáp. Phiền dân huynh đệ trở về bẩm báo với chiến dương. Hải thiên ta và các huynh đệ đều là hạ thủ của chiến dương, mãi mãi nằm trong sự quản lý của chiến dương. Khấu công quá lời rồi. Chiến dương và huynh vẫn là huynh đệ kết nghĩa, trong lòng huynh ấy tình huynh đệ còn hơn cả quan hệ vua tôi. Mời khấu công sớm trở về Lâm Dương cùng bàn quốc sự. Nhất định. Đợi sau khi ta hoàn thành việc ở đây sẽ lập tức trở về Lâm Dương ngay. Đúng rồi, lần này ta đến nhân tiện muốn hỏi xem tin tức về một người. Cái này khẩu công. Quynh xem ai đến đi. Lạc Nhi, sao lại là muội? Thật bất ngờ. Hải đại ca, lát nữa hãy ôn chuyện cũ. Muội có việc muốn xin huynh giúp đỡ. Muội nói đi. Đứa trẻ này bởi vì đói bụng nên mới trộm khoai của bọn muội. Tử đại ca nói, khấu công có lệnh, bất kỳ ai chỉ cầm một đồ vật nào của bách tính đều phải chết. Nhưng đứa trẻ này là vì đói bụng quá. Hơn nữa số khoai này cũng là do bọn muội tìm được. Vì thế có thể xin khấu công rộng lượng tha cho nó một lần có được không? Đương nhiên không được. Nếu bỏ qua lần này, sau này bọn tôi biết ăn nói thế nào với quân sĩ. Muội biết. Cái này muội cũng chưa nghĩ tới. Nếu không quên xem, phạm là binh sĩ dưới 15 tuổi, chỉ cần phạm tội đều có được một cơ hội. Thân thể là do cha mẹ sinh ra. Nếu như phạm tội, quên hãy trừng phạt. Một là cảnh cáo trước các binh sĩ khác, lần sau không được phép tái phạm. Hai là cũng nói với họ, nếu còn phạm tội thì sẽ chặt đầu. Như vậy được không? Được, quyết định như vậy đi. Để không phục, cô ta chỉ là một nữ nhân không biết từ đâu. Dựa vào cái gì mà đứng đây chỉ đạo này kia? Được rồi, ta nói quyết định như vậy là như vậy. Chuyện này kết thúc ở đây. Mọi người hãy đi nghỉ trước, lát ta sẽ đến tìm muội. Mau đưa Lạc Nhi đi nghỉ ngơi. Vâng. Đúng rồi, Dân huynh vừa nói muốn hỏi về tin tức của ai. Không, có thể là ta nhớ nhầm. Ta đã đưa các tù binh đến rồi. Khấu công có người nhà thì hãy đến thăm. Vậy Dân Tề xin cáo từ. Cáo từ. Chiến Dương, tất cả vật phẩm này đều do Tần Dương đích thân tuyển lựa. Để chúc mừng Chiến Dương chiếm đóng Lâm Dương, có thể giành được sự nghiệp thiên thu. Tần Dương có lòng như vậy, Tô tiên sinh hãy giúp ta chuyển lời cảm ơn. Nhất định, nhất định. Tô tiên sinh là bạn hữu tốt của thúc phụ ta, cũng là người thúc ấy kính trọng nhất. Lúc đó Dân Cùng còn trẻ tuổi, không hiểu chuyện, đã không nghe lời của Tô tiên sinh chỉ dạy. Dân Cùng vẫn luôn dây dứt. Hy vọng lần này Tô tiên sinh có thể lưu lại, cùng Tiền tiên sinh phò trợ ta hoàn thành đại nghiệp quốc gia. Được Chiến Dương coi trọng, Tô Triết ta cảm kích vô cùng. Xin tận lực giúp Chiến Dương. Đại ca, đại ca. Thật không phép tắc gì. Chiến Dương đang bàn chuyện, sao cậu dám làm phiền chứ? Tiền lão tiên sinh đừng tức giận. Là ta nói cậu ấy hãy có tin tức gì phải báo cho ta lập tức. Đại ca, người nghe rõ không? Trương Cát. Đại ca. Dân Tề, người đã nói gì vậy? Ta tham kiến Chiến Dương, lập tức tập hợp ba quân. Dân Chiến Dương tập hợp ba quân không biết có ý gì. Ta phải giết Hải Thiền. Cái này Chiến Dương không thể được. Chiến Dương vì chinh phạt vậy, Hải Thiền và quân đội của hắn hiện đang rất hùng mạnh, chỉ sợ thiên hạ không phục. Thiên hạ là do ta tạo ra, ta muốn giết ai thì giết, ai không dám phục. Bẩm Chiến Dương, ba quân đã chuẩn bị, xin chờ lệnh. Chiến Dương,
Chiến Dương, xin Chiến Dương hãy thu hồi mệnh lệnh. Tránh ra. Xin Chiến Dương thu hồi mệnh lệnh. Ngươi cho rằng ta sẽ không giết ngươi sao? Nếu Chiến Dương là một hôn quân không biết hối cải, Tiêu Quy lại đi theo cái sai ấy, thì dù có chết cũng không tiếc. Trương Cát, mau chém đầu Tiêu Quy cho ta. Dân. Nếu Chiến Dương là một hôn quân không biết hối cải, Tiêu Quy lại đi theo cái sai ấy, thì dù có chết cũng không tiếc. Trương Cát, mau chém đầu Tiêu Quy cho ta. Dân. Mau bỏ đao xuống. Người không thể đi được. Hiện giờ vẫn chưa ổn định. Các chư hầu vẫn luôn dầm ngó. Người không thể chỉ vì một nữ nhân mà làm hại đến sĩ khí của Tiết Quốc mà chúng ta không dễ gì mới có được. Sĩ khí do ta tạo nên. Chỉ cần ta vẫn còn, sĩ khí không thể nào mất được. Dân Nhi, nếu cháu kiên quyết đi, vậy xin cháu hãy để ngựa của mình dẫm lên thân ta mà đi. Đại Dương, Tiền tiên sinh, sao các ông cũng... Đại Dương bớt giận, xin hãy nghe theo lời của các vị đại thần. Muốn giết Hải Thiên, nhất định phải vất cờ thảo phạt. Chúng ta muốn đánh cũng phải nghĩ sách lược. Sách lược thế nào? Cái này, hãy để thần suy nghĩ kỹ. Nhìn không ra bề ngoài, ngươi nho nhã, thì ra cũng là nam tử cứng cỏi. Ngươi không sợ Chiến Dương vì việc này mà giết ngươi sao? Ta nương nhờ vào Chiến Dương, muốn phò trợ huynh ấy đã hoàn thành đại nghiệp. Nếu cứ để huynh ấy hồ đồ như vậy, ta không bằng nô tài. Ta không muốn làm nô tài. Được. Có khí chất. Ta thích những người trẻ tuổi như thế này. Tô tiên sinh, có một câu trong lòng Tiêu Quy đã nghĩ rất lâu, không biết có nên hỏi không? Hãy hỏi xem. Ta nghe nói Chiến Dương khởi nghĩa là một nam tử, ta mới không quản đường xa đến gia nhập. Không ngờ quyết định này của ta đã quá vội vàng rồi. Ta hiểu Chiến Dương. Nó là một con ngựa quan chưa được thuần. Nếu muốn thành rồng, còn phải dựa vào các đại thần chúng ta giúp nó thay đổi. Nếu như không thay đổi, vậy thì chỉ trách rễ cây đã quá sâu thôi. Tô tiên sinh nghĩ như vậy sao? Có điều, nhân không hoàn nhân. Muốn thay đổi cũng phải có thời gian. Hãy cứ đợi xem. Tham kiến Chiến Dương. Nếu như đến cả nhận lời rồi cũng có thể thay đổi, vậy thì ta còn tin ai đây? Dương đại ca, huynh sao vậy? Phụ nữ các người thật dễ thay đổi. Lời nói của các người đều là giả dối. Muội, muội đừng nói nữa. Muội nói ta không nghe. Bởi vì các người đều lừa dối ta. Là bởi vì Lạc Nhi sao? Không được nhắc tới tên đó nữa. Không được nhắc tên đó trước mặt ta nữa. Dân đại ca. Dân đại ca.
Cái này biểu thị từ nay về sau muội đã là người của dân cùng. Lạc Nhi, muội không phải nói muội là của ta sao? Tại sao lại gả cho hắn? Giết! 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 Tại sao không trả lời ta? Dân đại ca, dân đại ca, huynh không sao chứ? Đừng rời xa ta, đừng rời xa ta. Muội sẽ không rời xa huynh đâu. Chỉ cần huynh không đuổi muội đi, ta yêu nàng. Lạc Nhi, đừng rời xa ta. Không cần. Muội không phải là Lữ Lạc. Sao trong lòng huynh lúc nào cũng chỉ có Lữ Lạc? Lạc Nhi, lúc đầu ta không nên để mất muội một mình đi đánh trận. So với muội thì giang sơn này là có nghĩa gì? Giang sơn chẳng đáng gì so với muội. Ta cần muội, Lạc Nhi à. Thì ra huynh ấy yêu tỷ ấy nhiều như vậy sao? Cũng giống như muội yêu huynh nhiều như vậy, yêu sâu đậm như vậy. Đây là điều ta luôn mong ước sao? Đây là điều ta luôn mong ước sao? Huynh ấy ôm ta, nhưng trong lòng lại nghĩ đến nữ nhân khác. Vậy ta là gì đây? Sao lại là muội? Không thể nào là muội sao? Chiến Dương nghĩ là ai? Chiến Dương, huynh ấy sợ tiếng sấm như vậy. Thế nhưng chỉ vì tránh ta mà huynh ấy cứ như vậy chạy ra ngoài. Thì ra trong lòng huynh ấy ta còn đáng sợ hơn cả tiếng sấm.
Sao vậy? Ngoài trời lạnh như thế này, sao huynh có thể nằm đây được? Bên trong chật hết rồi, lại không có thêm lều mới. Khấu Công nói những người bị thương nhẹ thì tạm thời nằm ngoài này đã. Nhưng cậu ấy chảy máu nhiều như vậy, vẫn để cậu ấy chịu đựng ở ngoài này sao? Thật là đáng thương. Không cách nào khác, tất cả các vị đại thần, bao gồm cả Khấu Công, đều đã nhường liều hết rồi, thế nhưng vẫn không đủ. Để tôi. Lạc Nhi, tỷ xem cậu bé trọc đầu này có đáng thương không? Lần này xem như đệ mạng lớn, sau này không được vi phạm luật nữa. Nếu không ta không cứu được đệ. Dạ phu nhân, ta không phải phu nhân. Đệ gọi ta là Lạc tỷ tỷ đi. Nhưng mọi người đều gọi tỷ là phu nhân. Mọi người gọi lung tung đấy. Lạc tỷ, tỷ xem. Ta thấy Hải Thiên không tồi, cũng rất thật lòng với tỷ. Không bằng tỷ theo huynh ấy đi. Đừng có tìm dân cuồng làm gì. Nói linh tinh gì vậy? Còn nhiều binh lính bị thương như vậy, tỷ phải đi giúp đỡ đây. Sáng sớm như vậy chuẩn bị tập thể dục à? Tập thể dục. Ta tưởng muội nóng lòng gặp Chiến Dương. Chiến Dương ở trong thành, muốn gặp lúc nào chả được. Nhưng hiện giờ muội muốn lưu lại. Ở đây nhiều binh sĩ bị thương như vậy, trời thì lạnh phải chịu đói rét, muội muốn ở lại chăm sóc họ. Việc này cũng là một sự nuối tiếc của ta. Ban đầu nghĩ đánh trận xong là có thể tiện họ về. Những người này được coi là bị thương nhẹ, người bên trong còn bị thương nặng nhiều hơn. Muội muốn vào trong xem bọn họ thế nào. Khấu Công, Khấu Công, mau nằm xuống, không cần đứng dậy. Khấu Công, thế nào, đỡ chút nào chưa? Nhìn thấy Khấu Công tôi đỡ nhiều rồi. Ngươi nhìn xem, làm bẩn áo của Khấu Công rồi. Ta đã nhắc ngươi bao nhiêu lần rồi, lúc ho thì phải nhẹ một chút. Được rồi, không cần nói nữa. Họ bị thương nặng như vậy đã là không dễ chịu gì rồi. Tôi không sao, để muội. Tình hình cậu ta sao rồi? Không còn cách nào khác nữa sao? Khấu Công, Khấu Công, có gì muốn nói cậu cứ nói. Nếu ta giúp được nhất định sẽ giúp. Hiện tại chiến tranh đã kết thúc rồi, có phải chúng tôi có thể về nhà không? Tốt quá rồi, lâu lắm rồi tôi chưa về nhà. Tôi nhớ cha mẹ tôi nhiều lắm. Tối qua tôi còn nằm mơ thấy bọn họ. Trong mơ họ nói với tôi, họ ở nhà đợi tôi về. Họ liền tìm cho tôi một nàng dâu. Tôi nhớ nhà quá. Rất tàn khốc đúng không? Chiến tranh là như vậy. Ta cũng không thích chiến tranh. Nhưng đó là cái giá duy nhất chúng ta phải trả để đổi lấy những ngày tháng êm đềm. Muội hiểu. Trên đường muội cũng nghe nhiều người nói, quân luật của huynh nghiêm minh, làm việc công bằng, lại đối xử tốt với bá tính. Có tác dụng gì đâu. Ta không có cách nào ngăn chặn những huynh đệ trong kia khỏi phải đổ máu hy sinh.
Lạc Nhi, nàng đừng tin tưởng cái gọi là quen với sinh tử, là phải quen với việc đối diện với nó. Những kinh nghiệm nơi sa trường nói với huynh, càng nhìn nhiều thì càng cảm thấy sợ hãi. Nếu như muội không chịu nổi, ngàn vạn lần đừng nên cưỡng ép mình. Muội không cưỡng ép mình. Mặc dù muội không biết võ công, nhưng muội muốn làm chút gì đó cho các huynh. Như vậy trong lòng muội cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Được, ta sẽ để bọn họ giúp muội. Nhưng Lạc Nhi, muội nhất định phải nhớ cho kỹ. Nếu như muội cảm thấy thương tâm, muội cũng không thể khóc trước mặt bọn họ. Nhất định phải học cách kiên cường. Chỉ khi muội kiên cường, bọn họ mới có lòng tin để hồi phục. Biết chưa? Nào, lau sạch nước mắt đi. Lạc Nhi, Lạc Nhi, sao muộn thế này mà tỷ chưa ngủ? Muội đi ngủ trước đi, không cần phải lo cho tỷ. Chả trách đến thời gian ngủ tỷ cũng không có. Ta giúp tỷ đánh thức họ. Đừng đừng đừng, bọn họ bận cả ngày rồi. Muội để bọn họ ngủ một chút đi. Lạc Nhi, không phải tỷ muốn đi tìm Dân Cuồng sao? Sao tỷ lại tốn thời gian như vậy? Chẳng lẽ tỷ lại thích Hải Thiên rồi? Ta lưu lại đây là vì có bệnh nhân cần phải chăm sóc. Có liên quan gì đến việc ta thích ai? Vậy không phải tỷ thích Hải Thiên rồi? Cô nương, hai người thật là xinh đẹp, giống như tiên nữ. Vợ ta ở quê cũng xinh như cô. Năm đó khi ta tổng quân thì nương tử ta đã mang thai. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ hài tử cũng được 4-5 tuổi rồi. Không biết là con trai hay con gái nữa. Nhất Nhất định là con trai. Sao cô biết? Là con trai thì cũng sẽ dũng cảm y như huynh vậy. Là con gái cũng tốt, lớn lên sẽ xinh đẹp như nương tử của ta. Vậy được, chúng ta đánh cuộc là con trai hay con gái. Cho nên huynh phải cố gắng dưỡng thương để về quê xem con gái hay con trai. Được. Lạc Nhi, được rồi, không nói chuyện nữa. Muội về nghỉ trước đi, ta không sao. Nào, vậy muội về trước đi. Cô nương, có thể giúp tôi viết phong thư cho cha mẹ tôi được không? Được. Cha, mẹ, con bất hiếu, không thể ở bên cạnh phụng dưỡng cha mẹ. Cha mẹ đừng lo lắng, hiện giờ chiến tranh đã kết thúc, con được phái đến Hàm Đan làm quan, sống rất tốt. Chỉ là đường xa xa xôi nên không thể về thăm cha mẹ được. Nhưng cha mẹ hãy luôn tin rằng tấm lòng con luôn hướng về cha mẹ. Sau này mỗi tháng con sẽ đều viết một phong thư về nhà. Hy vọng cha mẹ tự mình bảo trọng thân thể, đừng làm việc mệt nhọc quá. Có cơ hội con nhất định sẽ về thăm cha mẹ. Đứa con bất hiếu, A Mậu gửi cha mẹ.